Nội dung xin chào khán giả người TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Thổ Nhĩ Kỳ có bằng chứng nhà báo Saudi Arabia bị giết. Bà Dina Power từ chối đề nghị làm đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Và một giáo viên kể chuyện đời xưa của ông cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ bà này bị tạm ngưng việc, cho nghỉ việc. Bà kể chuyện gì mà ghê vậy? Hạ hồi phân giải. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, báo chí bơ giới của Mỹ và đặc biệt là tờ Washington Post cho biết là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cho Mỹ biết là họ có bằng chứng bằng âm thanh và hình ảnh là nhà bình luận Jamal Khashoggi, người Saudi Arabia nhưng cộng tác với tờ Washington Post, bị giết ở trong tòa lãnh sự của Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cái chuyện nổ lớn. Bây giờ ngày hôm nay, Saudi Arabia có phái đoàn đi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ để hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ điều tra. Cho đến giờ phút này, Saudi Arabia vẫn bác bỏ chuyện họ giết ông này. Nhưng mà họ không đưa ra bằng chứng là tại sao ông lại đi vô tòa lãnh sự mà không thể đi ra. Hôm qua tôi có trình bày quý vị rồi là họ có 15 người bên Thổ Nhĩ Kỳ, ở bên Saudi Arabia đi qua Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó mà vô cái tòa lãnh sự luôn. Thì trong bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ trong đó có 2 nhân viên, một nhân viên là tình báo, một nhân viên là giáo nghiệm. Ngày hôm qua thì sĩ Bob Corker của tiểu bang Tennessee, ông này là chủ tịch tiểu bang ngoại giao hạ thượng viện, ông nói tôi có tin tình báo cho biết là Saudi Arabia định bắt cóc ông này, nhưng mà sáng ngày hôm nay ông nói là tôi biết là bị giết luôn. Ông Lindsey Graham, thượng nghị sĩ cộng hòa tiểu bang South Carolina, là một đồng minh của tổng thống Donald Trump, ông bảo vụ này mà không được nha, vụ này là heo, tức là địa ngục, nếu mà giết là có chuyện lớn. Các thượng nghị sĩ giờ đang áp lực của tổng thống Donald Trump phải trừng phạt Saudi Arabia, nhưng mà tổng thống Donald Trump cho biết là trừng phạt sao được, 110 tỷ đô la tiền mua vũ khí tạo bao nhiêu công ăn việc làm ở đây. Một lần nữa Mỹ đứng trước ngã ba đường mà Tổng thống Trump bảo là viên kẹo khó nuốt. Bây giờ vì nhân quyền, vì lẽ phải hay vì đồng tiền tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ đây? Vì thế không? Có một số người bảo ủa cái chuyện ông Saudi Arabia làm gì đó? Chuyện nhỏ, đúng không, chuyện nhỏ. 2001, vụ khủng bố 911, hơn 3.000 người chết trong những tay không tặc. Đại đa số là người Saudi Arabia, người Mỹ không làm gì Saudi Arabia. Còn giấu 18 trang báo cáo tình báo từ thời Bush con cho tới thời Obama luôn. Bây giờ tới thời Donald Trump không dám tiết lộ ra. Những người đó là Saudi Arabia đi qua mà Saudi, nhiều người biết Saudi Arabia đứng đằng sau lưng cái vụ đó, nhưng mà không dám làm. Thứ nhất là tiền, thứ hai là dầu, dầu hỏa đó. Thứ ba là cần Saudi Arabia để ổn định Trung Đông. Hề biết sao bây giờ. Nhiều khi chúng ta bảo ôi giết một người không được, anh có làm cả triệu đô la, nhưng nếu mà anh giết một người là anh sai là sai, nhưng mà cũng có người bảo ê giết một hai người mà kiếm vài triệu đô la với gia đình ok, đâu là đúng đâu là sai tùy quý vị. Rồi liên quan đến chuyện bà Nikki Haley, đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, từ chức hôm thứ ba vừa rồi, tức là bà làm hết cuối năm nay. Bây giờ tổng thống Trump, chúng tôi đưa tin quý vị, một số người ông tính mời, một số người có người ông không mời, muốn làm đó là Dennis Rodman, cựu siêu sao bóng rổ của đội Chicago trước đây. Thì một trong những người mà Tổng thống cân nhắc serious, nghiêm túc nhất, đó là bà Dina Powell. Bà này trước đây là một giới chức điều hành của Goldman Sachs. Sau này bà được mời vào tòa ốc làm với thời Tổng thống Trump là làm phó cố vấn an ninh quốc gia, nhưng mà giờ bà nghỉ. Thì tin cho biết là mới đây Tổng thống có gọi bà, mời bà. Em ơi, trở lại làm cho anh đi. Bà Dina Powell bảo thôi nha, em làm đi nhiều tiền hơn, em không muốn vô làm. Bây giờ Tổng thống Trump chưa biết chọn ai. Những nhân vật khác có thể được đề cập đó là đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft là một ứng cử viên, và cũng có thể là Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Ryan Zinn. Đó là hai ứng cử viên mà có thể Tổng thống Donald Trump ngó ngàng đến. Rồi cuối cùng là chuyện cũng liên quan đến một cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta biết trong cái dàn cố vấn Tổng thống Donald Trump có một người rất trẻ, đó là Stephen Mueller. Ông này 33 tuổi thôi, trẻ, đầu hỷ tóc, cố vấn thân cận Tổng thống Trump. Thì ông này là người gốc Santa Monica. Ngày xưa ông học ở cái trường tiểu học Franklin Elementary School, xưa lắm, lúc 8 tuổi. Thì mới đây ngày thứ tư vừa rồi, bà giáo cũ của ông đó, cô giáo cũ đó, bà này hôm nay 72 tuổi rồi, thấy không? Bà này đó, bà tên là bà Nikki Fisky. Bà trả lời tờ báo gọi là The Hollywood Reporter. Bà mới kể, quý vị biết không? Cái anh Stephen Mueller đó, cái anh đó là cái anh mà ngày xưa là tôi gọi là cái anh mà dơ giấy trong lớp. Tại sao dơ sao? Tôi chả biết, nhưng mà ông này bàn lúc nào tôi bắt phải dọn, lúc nào có cái gì nó dính trên bàn.
Mà anh này có lạ đó là gì phải không? Anh đổ keo lên da anh nhá. Ông để cho khô, khô xong lắm. Anh lột, lột xong bỏ miệng ăn. À, bà kể câu chuyện đó. Thì bây giờ bà bị tạm thời cho ngừng việc bởi vì học khu Santa Monica. Bảo là bây giờ bà làm việc ở nhà rồi hạ hồi phân giải tính sau. Lý do tại sao? Thì một phát ngôn viên của học khu này là bà Jill Pinsker bảo thực ra cái chuyện mà cô giáo công khai thông tin của học sinh là một vấn đề không lớn, mà cái lớn là các cơ quan truyền thông khác và các trang mạng xã hội họ pick up, họ lấy cái câu chuyện là họ truyền thì cái đó là vấn đề chúng tôi lo ngại. Thành ra chúng tôi phải tạm ngưng cho bà không dạy học nữa để chúng tôi điều tra coi luật lệ có phù hợp hay không, bởi có thể bị thưa đó. Thì cái chuyện này của bà bà giáo đi kể chuyện cậu nhỏ học trò của mình, nó bảo hồi xưa nhìn này không có tương lai sáng lạ nữa, tôi không thấy ông đi về đâu, nó hứa hẹn đấy đổ keo lên ăn như thế, bây giờ ông là cố vấn cao cấp của tổng thống Trump. Thì khi mà đưa ra thì cũng có một số người phản ứng cô giáo không nên nói chuyện như vậy, cô nói như vậy là cô không xứng đáng là cô giáo. Thì đại khái là như thế. Câu chuyện buồn cười là ông Steven Mueller ngày xưa không ai biết ông là ai, bây giờ ông làm cố vấn cao cấp tổng thống, bà này đi kể cái chuyện đó là cho là chắc là gì mà bà này người đảng dân chủ. Đó là những chuyện đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều, chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.